thứ bảy tuần 17 thường niên. Hê-rô-đê sai người đi chặt đầu Gioan, và các môn đệ của Gioan đi báo tin cho Chúa Giê-xu. Tin mừng Chúa Giê-xu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Khi ấy, quận vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Chúa Giê-xu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: người này là Gioan Tẩy Giả, ông từ cõi chết sống lại nên mới làm được các phép lạ như vậy. Tại vì Hê-rô-đi-a, vợ của anh mình, mà vua Hê-rô-đê đã bắt trói Gioan tống ngục. Bởi Gioan đã nói với vua rằng: nhà vua không được lấy bà ấy làm vợ. Vua muốn giết Gioan nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi Gioan như một tiên tri. Nhân ngày sinh nhật của Hê-rô-đê, con gái Hê-rô-đi-a nhảy múa trước mặt mọi người và đã làm cho Hê-rô-đê vui thích. Bởi đấy vua thề hứa sẽ ban cho nó bất cứ điều gì nó xin. Được mẹ nó dặn trước nên nó nói: xin vua chặt đầu Gioan Tẩy Giả trên đĩa này cho con. Vua lo buồn, nhưng vì đã chót thề rồi và vì các người đang dự tiệc nên đã truyền làm như vậy. Ông sai người đi chặt đầu Gioan trong ngục và để đầu Gioan trên đĩa đem trao cho cô gái, và nó đem cho mẹ nó. Các môn đồ của Gioan đến lấy xác thầy và chôn cất, rồi đi báo tin cho Chúa Giê-xu. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Lời công chính vẫn còn luôn réo gọi. Hê-rô-đê sai người đi chặt đầu Gioan, và các môn đệ của Gioan đi báo tin cho Chúa Giê-xu. Vua Hê-rô-đê sống chung như vợ chồng với bà Hê-rô-đi-a, là vợ của anh mình. Ông Gioan thẳng thắn nói với vua: nhà vua không được lấy bà ấy làm vợ. Vua Hê-rô-đê muốn giết Gioan nhưng còn ngại. Bà Hê-rô-đi-a thì thâm độc hơn. Bà đã xóa sự ngại ngùng của vua bằng một quỷ kế, và vua đã dính bẫy. Xin vua đặt đầu Gioan Tẩy Giả trên đĩa này cho con. Thánh sử Ma-thêu rất có lý khi cẩn thận ghi chú: vua lo buồn nhưng vì đã chót thề rồi. Bởi sau khi đã phạm thêm tội ác thứ hai là giết Gioan, ông luôn sống trong tình trạng bất an, lo âu, vì hình ảnh chiếc đầu Gioan đặt trên đĩa kia vẫn còn luôn ám ảnh, và dường như lời réo gọi công chính kia vẫn còn vang vọng. Vì thế, khi nghe tin Chúa Giê-xu xuất hiện thì ông nói với những kẻ hầu cận rằng: người này là Gioan Tẩy Giả, ông từ cõi chết sống lại nên mới làm được các phép lạ như vậy. Lời công chính luôn réo gọi trong tâm hồn chúng ta, nhất là khi chúng ta đã chót làm điều bất chính, tội lỗi. Điều quan trọng là hãy lắng nghe, sám hối và thay đổi cuộc sống từ bất chính sang công chính. Đừng cứ giả điếc làm ngơ để cho lương tâm mình trở nên chai lì, cứng cỏi mà mất cả đời này lẫn đời sau. Không chỉ là đặt đầu Gioan đặt lên đĩa, hay bắn vào đầu anh em mình viên đạn đồng mới đúng tội giết người. Nhớ là mỗi chúng ta đang phạm hoặc tòng phạm tội giết người bằng nhiều cách, như đồng ý để phá thai, bỏ rơi người nghèo khổ, bôi nhọ danh dự người khác vì kiêu căng, hơn thua, ganh tị. Sống công chính theo lề luật Chúa là sống tốt với mọi người, không giết người bằng sự vô cảm, bằng gươm hay bằng lưỡi.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình khát khao sống công chính và nhờ lời Chúa đổi mới cuộc đời nên hoàn thiện. Amen. Lạy Chúa, chào tháng 7 năm 2022. Chúng con hoài niệm tháng 7 năm ngoái, tháng 7 của những chia lìa, tan tác và tang tóc. Biết bao người thân của chúng con đã được Chúa gọi về, không một lời từ biệt, chẳng một lời tiễn đưa. Kẻ ở người đi đều chết lặng trong nỗi xót xa ngậm ngùi. Và tới hôm nay, chúng con vẫn còn nhớ tưởng. Người đã về chưa? Về đến nơi bình yên chưa? Với trọn niềm thương, chúng con nguyện xin Chúa thứ tha và cho linh hồn những người ra đi được hưởng thánh nhan Chúa. Cùng xin cho chúng con sống lời Chúa để còn mong được trùng phùng, sum họp với người thân trong nước Chúa. Amen. Khao khát về nơi hương trọn niềm vui trong
lòng Chúa muôn đời. Xin lòng Chúa thứ tha người, Chúa thương thứ tha người. Tội nơi ngày tháng xa xôi, mê mái trần ai quên tình dịu vời. Xin Chúa tha tội. Xin lòng Chúa xót thương người, thương đưa người về bên Chúa. Xin lòng Chúa xót thương người, thương đưa người về bên Chúa. Xin lòng Chúa xót thương người.